Kính thưa các bạn, đêm nay chính là thời điểm cao nhất của năm Phổ Hộ là đêm thánh của người Kitô hữu. Hay những cách diễn tả của các thánh giáo hữu, nhất là thánh Phaolô, đêm nay là mẹ của hết mọi buổi canh thức phụng vụ. Bởi vì đêm nay chính là đêm tưởng niệm chính thức và hiện thực đầy đủ và toàn diện nhất mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, biến cố trung tâm chót đỉnh của lịch sử cứu rỗi. Phụng vụ đêm nay gợi nhớ lại đêm vượt qua, thủa dân Israel canh thức với thịt chiên để chờ sáng xuất hành trong niềm vui rạng rỡ khi được Thiên Chúa giải thoát khỏi vòng nô lệ Ai Cập. Ánh sáng đêm nay cũng gợi nhớ lại biến cố uy hùng rạng rỡ của đoàn người Israel đi bộ qua biển đỏ ráo chân dưới áng mây cột lửa. Thế nhưng, điểm quy chiếu cuối cùng của ý nghĩa phụng vụ đêm nay vẫn là Chúa Kitô đập tan xiềng xích tử thần và từ âm phủ khải hoàn đi lên, và cũng một cách nào đó chính là đêm hội thánh ngay từ buổi đầu vẫn họp nhau đón đợi phu quân trở lại. Để diễn tả những chiều kích trọng đại và thâm sâu đó, cử hành phụng vụ đêm nay diễn tả trong một khung cảnh long trọng khác thường, toàn diện và gần như phù hợp hoàn toàn với tiến độ của lịch sử cứu rỗi. Giờ đây, chúng ta hãy sốt sáng lần lượt bước vào các cử hành phụng vụ của đêm vọng phục sinh này. Khởi đầu đêm canh thức hôm nay, đó là nghi thức chào mừng ánh sáng phục sinh. Trong nghi thức này, chúng ta lần lượt tham dự việc làm phép lửa mới, thắp nến phục sinh, rước nến phục sinh và long trọng công bố tin mừng phục sinh. Xin mời cộng đoàn đứng. Xin mời nghi đoàn tiến bước.
Phần thứ nhất, nghi thức thắp nến phục sinh và lập. Lửa là hình ảnh tượng trưng Chúa Kitô, ánh sáng thế gian. Khi thánh hóa lửa, giáo hội cầu xin cho lửa yêu mến hun đúc tâm hồn mọi tín hữu, để ta luôn biết yêu mến những sự trên trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu cùng hợp nhau lại mà canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và sốt sáng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng người chiến thắng sự chết và cùng người luôn sống kết hợp với Chúa Cha. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một đến giải ánh sáng vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh hóa ngọn lửa mới này, và trong suốt thời gian mừng lễ vượt qua, xin cho niềm khao khát nước trời của hướng lên khi thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nến phục sinh này tượng trưng cho chính Đức Kitô, nhấn mạnh cách rõ ràng Đức Kitô phục sinh đã đi vào thời đại của chúng ta. Vì mỗi năm chủ tế sẽ vẽ số của năm đó lên cây nến thánh, đồng thời viết hai chữ cái đầu và cuối trong bộ mẫu từ Hy Lạp là Alpha và Omega, tượng trưng Đức Kitô là khởi đầu và kết thúc của nhân loại. Điều này khẳng định sự sống Đức Kitô đã đi vào cuộc sống của mỗi người. Đức Kitô vẫn là một, hôm qua và như hôm nay, là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng. Người làm chủ thời gian và muôn thế hệ vạn tuế Đức Kitô, đứng vinh hiển quyền năng vạn tuế Đức Kitô. Amen. Vì năm vết thương chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng con. Amen. Xin Đức Kitô đứng phục sinh vinh hiển, chiếu rải ánh sáng của Người để phá án bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng con. Tiếp đây, khi nghe sướng ánh sáng Chúa Kitô, mời cộng đoàn đáp tạ ơn Chúa.
ánh sáng Chúa Kitô. Ta ơn Chúa. Ánh sáng Chúa Kitô. Ta ơn Chúa. Ánh sáng Chúa Kitô. Ta ơn Chúa. Lời công bố tin mừng phục sinh vừa là một trường ca phục vụ đẹp, đẹp từ âm điệu cho đến lời ca, vừa là một sứ điệp về biến cố phục sinh của Chúa Kitô. Đó chính là niềm hân hoan ca tụng tạ ơn của những con người được Thiên Chúa cứu chuộc vì các kỳ công Thiên Chúa thực hiện trong đêm cực thánh này. Chúng ta cùng với các thần thánh trên trời, nhân loại dưới thế và toàn thể vũ trụ cùng ca tụng Thiên Chúa. Mừng vui lên, đoàn thiên sứ vui lên, hỡi con tôi tớ Chúa hãy vui mừng. Cùng và hoan lên, khen chào mừng chiến thắng của vị vua vĩ đại. Mừng vui lên, hỡi khắp miền dương thế đang rừng rỡ ánh lửa hồng. Đường ánh sáng huy hoàng của vua muôn đời soi chiếu. Trần gian hay nhận biết mình, nay đường thoát bóng tối tăm. Mừng vui lên, hơi mẹ hồi thánh vui lên, lộng lẫy trong ánh sáng của vua huy hoàng. Vang lên khúc ca trong thánh đường rộn rã, toàn dân cất cao muôn ngàn tiếng reo mừng. Thật là chính đáng và phải đạo khi chúng ta đem hết tâm hồn và muôn lời hoan hỷ để ca tụng Thiên Chúa Cha, đấng thiêng liêng toàn năng, và ca tụng Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Người đã thấy chúng ta trả nợ Adam cho Chúa Cha hằng hữu. Người đã đổ máu đào, xóa an nguyên tội xưa. Vì đây chính là lễ vượt qua, lễ hiến tế con chiên đích thực, đã lấy máu mình thánh cửa nhà người tin hữu. Này chính là đêm mà Cha đã cho Cha ông chúng con là dân Israel đường ra khỏi Ai Cập, qua biển đỏ vân khô chân. Này chính là mà cột lửa sáng rực rỡ đã đẩy lùi bóng đêm tội lỗi. Này chính là đêm mà những người tin vào Đức Kitô hôm nay trên khắp mặt địa cầu đường thoát khỏi thói đời xa đọa,
vòng tội lỗi bùa vây. Đường trả lại tình trạng ân nghĩa và nhầm đoàn với các thánh trên trời cao. Này chính là đêm mà Đức Kitô bẻ gãy xiềng xích tử thần, từ âm phủ trôi dậy toàn thắng hiển vinh. Ôi kỳ diệu thay, lòng cha yêu thương đoàn con, lòng cha yêu thương nào ai hiểu thấu, để cứu kẻ nô lệ cha đã nổ hộp chính ngôi con. Ôi tội Adam thật là cần thiết, tội đã được xóa bỏ nhờ cái chết của Đức Kitô. Ôi tội đã hóa thành hồng phúc, vì nhờ đó mà chúng con có đường đấng cứu chuộc hương dân cao sang. Đêm cực thanh khứ trừ muôn tội vạ, rửa sạch hết mọi tội lỗi, biến tội nhân thành người công chính, đem vui mừng cho hồn nặng sâu thương. Ôi đêm thần diễm phúc, người cùng đất kết sao, Chúa với người gặp gỡ nhau. Kính lạy Cha Chí Thánh, trong đêm tràn đầy ân sủng này, cuối sinh Cha vui nhận lễ tán tùng chiều hôm. Trong nghi lễ long trọng hiến dâng cây nến xa bóng này, mà hội thánh dâng lên qua tay thừa tác viên. Vậy xin Cha cho cây nến này chúng con đã thắp lên để tôn vinh Cha sẽ cháy mãi không ngừng, hầu xua đuổi bóng tối đêm nay. Xin Cha chấp nhận hương thơm dịu dàng của cây nến này và cho nhập hội hoa đăng với tình tu trên trời cao. Ánh lửa nên cháy, ước chi còn cháy mãi lung xuân hiện sao mai. Một vì sao không bao giờ lặn, tức là Đức Kitô, con yêu quý của Cha, đấng từ cõi chết sống lại, đem ánh sáng thanh bình chiếu soi vạn dân. Người hằng sống và hiến chỉ muôn đời. Amen. Mời cộng đoàn tắt nến. Phần phục vụ lời Chúa hôm nay được trình bày với một diễn tiến đặc biệt khác với mọi cử hành phục vụ lời Chúa khác. Chính nơi đây và giờ phút này, chúng ta sẽ được lắng nghe toàn bộ tiến trình của lịch sử cứu rỗi. Quý ông bà và anh chị em đưa nến ra hàng ngoài để bỏ nến vô trong rổ. Tại nếu không thì nến sẽ ngồi lên rồi nó sẽ hư hết, rồi ngày mai không có giờ dọn dẹp được. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta có lời nguyện trước khi chúng ta đọc các bài đọc. Anh chị em thân mến, chúng ta đã long trọng khai mạc đêm canh thức vượt qua. Giờ đây chúng ta hãy đem lòng sốt sáng lắng nghe lời Chúa. Chúng ta sẽ ngắm xem trong thời cựu ước
Chúa đã cứu chuộc dân người làm sao, và trong thời đại cuối cùng này, Người lại sai con một để cứu chuộc chúng ta thế nào? Vậy chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu chuộc Người đã khởi sự trong mầu nhiệm vượt qua. Xin quý ông bà và anh chị em ngồi để lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách xuất hành. Khi ấy, con cái Israel thấy người Ai Cập tiến đến sau lưng thì kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Môsê: Có gì mà phải kêu cứu ta? Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trại. Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ, ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa khi ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại rời chỗ mà xuống đi đằng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, chen vào giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Bên kia mây tỏa mịt mù, bên này mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không sáp lại gần nhau được. Ông Môsê giơ tay trên mặt biển. Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại. Đức Chúa khiến biển hóa thành đất khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Quân Ai Cập đuổi theo, toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pha-ra-ô tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Israel. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng, người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới đi chuyển nổi. Quân Ai Cập bảo nhau: Ta phải trốn bọn Israel, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp họ. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Môsê giơ tay trên mặt biển và biển ập lại như cũ vào lúc tảng sáng. Quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển. Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển. Nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pha-ra-ô đã theo dân Israel đi vào lòng biển. Không một tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn,
nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Israel khỏi tay quân Ai Cập. Israel thấy quân Ai Cập phơi thay trên bờ biển. Israel thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Mô-xê, tôi trung của người. Bấy giờ, ông Mô-xê cùng với con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng: vâng lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh người cao cả. Chiến ma với kỳ binh, Ngài đã quang chiếm đầy biển. Ấy sức mạnh tôi, lời ca nơi miệng tôi là Chúa, nguồn cứu thoát của tôi. Vâng lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh người cao cả. Chiến ma với kỳ binh, Ngài đã quân chiếm đáy biển. Thiên Chúa của tôi hát khen người. Thần của tổ tiên tôi tán dương người. Vâng lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh người cao cả. Chiến ma với kỳ binh, Ngài đã quân chiếm đáy biển. Chúa ở là đấng anh hùng chiến sĩ, đấng anh hùng chiến sĩ. Danh Ngài là Đức Chúa, là Đức Chúa. Vâng lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh người cao cả. Chiến ma với kỳ binh, Ngài đã quân chiếm đáy biển. Mời cộng đoàn đứng. Sau lời nguyện này, chủ tế và cộng đoàn cùng hát kinh vinh danh. Lạy Chúa, những công trình kỳ diệu Chúa đã làm thuở trước nay còn như xuất hiện rõ ràng. Quả vậy, xưa Chúa đã ra oai thân lực cứu một mình dân Israel khỏi bàn tay Phê-rô áp bức. Ngày nay, Chúa đã cùng dùng nước thanh tẩy để cứu chuộc muôn dân khắp hoàn cầu. Xin cho mọi người trên thế giới được lòng tin mạnh mẽ như tổ phụ Abraham và đạt tới địa vị làm dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây ai có đưa chuông thì chúng ta bắt đầu đưa chuông ra khi hát bài vinh danh. Tất cả mọi người đều rắc chuông cho thật cao cũng như thật reo lên. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiên tâm.
con trông từng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đấng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu cần. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Lạy Chúa, Chúa đã dùng vinh quang của Đức Kitô sống lại mà làm cho đêm thánh này vực rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến đổi mới và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo và phục vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hàng sống và hiện trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Mời cộng đoàn ngồi. Thánh Phaolô Tông Đồ trong đoạn thư Roma hôm nay cho chúng ta hiểu rằng phép thanh tẩy đưa chúng ta ra khỏi tội ác để chúng ta cùng chết và cùng sống lại với Đức Kitô. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người.
Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng hát Alleluia. Alleluia. Hallelujah.
cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ, nhưng người thanh niên liền nói: đừng hoảng sợ, các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, đấng bị đóng đinh chứ gì. Người đã trỗi dậy rồi, không còn ở đây nữa. Chỗ đã đặt người là đây này. Xin các bà về nói với các môn đệ người và ông Phêrô rằng người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người như người đã nói với các ông. Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn, hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi. Đó là lời Chúa. Ta lời Chúa Kitô, người khen Chúa. Trước tiên tôi xin được cảm ơn quý ông bà và anh chị em cũng như chào đón quý ông bà và anh chị em tới tham dự thánh lễ hôm nay. Tôi biết rằng hôm nay trong mùa đại dịch rất khó khăn, nên vì vậy chúng ta cắt giảm rất nhiều những bài đọc. Chính ra chúng ta phải có 7 bài đọc rồi cũng như bắt đầu vô đọc bài tin mừng của thánh Phaolô cho Roma, cũng như bài phúc âm là cả thảy là 9 bài. Nhưng vì trong mùa đại dịch chúng ta cắt đi chỉ đọc một bài xuất hành. Cũng như quý ông bà và anh chị em đã vào cái ngày Tam Nhật từ thứ năm cũng như thứ sáu, hôm nay chúng ta cùng nhau để hiện diện nơi đây, cũng như các nghi thức. Những ai đã cùng tham dự cái tuần Tam Nhật thì thấy rằng rất quan trọng. Trong thứ năm vừa qua, Chúa đã thành lập bí tích thánh thể, Chúa cũng đã thành lập cũng như là cái Holy Order of the Priestly Priesthood, rồi cũng như mời gọi chúng ta giữ điều răn, thương yêu nhau là như Chúa thương yêu chúng ta, cúi xuống rửa chân cho mọi người, mời gọi chúng ta hãy phục vụ nhau. Cũng như nghi lễ của ngày thứ sáu tuần thánh, chúng ta cũng có 3 phần rất quan trọng. Lời Chúa chúng ta nghe qua, lời Chúa nói về người, cũng như đầy tớ trung kiên phục vụ, cũng như lời Chúa chúng ta nghe qua cuộc khổ nạn của Chúa, cũng như là đồng hành với cuộc khổ nạn của Chúa, cũng như cuộc khổ nạn mà mỗi người chúng ta gặp phải mỗi ngày, để cùng giúp đỡ nhau, cũng như cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho đất nước, cũng như chúng ta cùng nhau để nhìn lên thánh giá. Thánh giá đối tượng cũng như chúng ta là Veneration of the Cross, cũng như là tôn vinh thánh giá. Sau đó chúng ta rước lễ trong cuộc hành trình đi về là nhớ tới Chúa trong ngôi mộ, cũng như ngôi thánh đường rất empty, không một ai là ngôi mộ. Hôm nay chúng ta tới cùng với toàn thể hội thánh cũng như mừng ngày lễ, cũng như là lễ phục sinh, vọng phục sinh này. Chúng ta có nghi thức cũng như là đốt lửa ở ngoài bề nhà thờ, nhưng năm nay nghi thức
chúng ta làm lần đầu tiên đốt ở trong là nhà thờ. Nên vì vậy tôi chân thành cảm ơn tất cả những người giúp đỡ để chúng ta có những nghi thức được rất sốt sáng cho tới giây phút này. Rồi chúng ta làm phép lửa, rồi lấy lửa từ nghi thức mà chúng ta làm phép đốt lên ngọn nến phục sinh là ánh sáng Chúa Kitô. Tôi cũng chân thành cảm ơn cha Trung. Hôm qua cha gọi nói cha để con tới tham dự thánh lễ ở nhà thờ cha, bảo ủa cái chuyện này đúng là Chúa làm phép kỳ diệu lắm, tại tôi chưa làm lễ của vọng phục sinh bao giờ, chỉ làm lễ Mỹ, không có làm lễ Việt Nam, mà cũng chưa có rửa tội trong thánh lễ này, nên tôi cũng lo lắng cả mấy tuần nay, cũng như cả ngày không ăn không ngủ, cũng như là lo lắng các nghi thức. Rồi bảo ô cha Trung, vậy là Chúa sai cha tới đúng là đúng lúc, cha hát là ánh sáng Chúa Kitô, rồi cha cũng như là đọc phúc âm, rồi chút nữa cha vác cây nến phục sinh để cũng như làm phép nước. Cũng như chúng ta khi mà làm phép nước thì hôm nay cũng có các anh chị giáo lý Tân Tòng cũng như người Tân Tòng sẽ lãnh nhận bí tích khai tâm. Trong bí tích khai tâm chúng ta sẽ hỏi họ, rồi khi họ trả những lời những câu hỏi đó, chúng ta sẽ hát bài cũng như là cầu các thánh để mời các thánh tới cùng tham dự trong buổi lễ rất long trọng này. Sau đó tất cả mọi người chúng ta cùng nhau để chúng ta nhớ lại renew cái baptism font mà baptism promise mà chúng ta đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Rồi sau đó chúng ta sẽ cha chung với tôi sẽ vẩy nước phép trên quý ông bà và anh chị em. Quý ông bà và anh chị em sẽ làm dấu thánh giá để nhớ lại bí tích rửa tội cũng như lời thề cũng như tuyên xưng đức tin của mình qua bí tích này. Sau đó tôi hỏi quý ông bà và anh chị em có chấp nhận để rửa tội những người Tân Tòng này không? Thì quý ông bà và anh chị em sẽ nói chấp nhận để cho họ rửa tội gia nhập vào giáo hội. Rồi sau đó chúng ta rửa tội cho họ, trao ánh sáng Chúa Kitô cho họ, đưa cho họ áo trắng tượng trưng cho cũng như là cái ngày đầu tiên của họ, là cũng như là vào cái khi họ mặc chiếc áo đó, họ là những người Kitô hữu. Cũng như sau đó thì chúng ta sẽ có nghi thức là confirmation thêm sức. Hôm nay nếu quý ông bà và anh chị em theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha, có ba phần mà Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta, cũng như nói về bài phúc âm hôm nay. Những người đàn bà tới ngôi mộ để họ làm gì? Họ tới để họ đưa dầu tới sức xác Chúa. Nhưng họ tới, họ ngạc nhiên, họ sợ hãi, họ không được thấy xác của Chúa, họ mất niềm hy vọng, họ cũng như cái sự ngạc nhiên đó. Nên vì vậy, Đức Thánh Cha trong bài giảng nói rằng chúng ta sau khi nghe bài phúc âm hôm nay thì người trẻ ở trong ngôi mộ đó nói với các bà điều gì? Nói đi về, nói ông Phêrô đi về, nói với các môn đệ của Ngài, Ngài sẽ gặp các ông ở Galilee. Vậy chúng ta đồng hành đi Galilee để có những gì? Rất nhiều những ngạc nhiên trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Không phải tuyên xưng đức tin vào cái cổ điển mà chúng ta tin, nhưng đức tin của chúng ta có nhiều cái sự ngạc nhiên mỗi ngày mà chúng ta phải gặp phải. Nên Chúa tạo dựng nên cái sự ngạc nhiên đó cho mỗi người chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội là con người mới. Qua ngày lễ phục sinh mà hôm nay chúng ta trở thành con người mới, con người của Chúa. Đã 40 đêm ngày chúng ta thực thi lời cầu nguyện cũng như làm những công việc giáo hội mời gọi. Giờ đây chúng ta là những con người mới, con người của Chúa Kitô. Vậy chúng ta hãy đưa ánh sáng Chúa Kitô để chia sẻ với tất cả mọi người. Giờ đây tôi xin mời tất cả những anh chị Tân Tòng cũng như những người đỡ đầu của các anh chị Tân Tòng xin đứng lên. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy hợp ý cầu nguyện cho các anh chị em dự tòng này được vững lòng trông cậy, xin Chúa Cha toàn năng thương tình nâng đỡ và dẫn đưa họ tới nguồn nước tái sinh. Giờ đây tôi sẽ hỏi các anh chị giáo lý cũng như Tân Tòng hôm nay,
anh chị em xin giáo hội điều gì? À, cộng đoàn không ai nghe thấy gì hết, nên vì vậy các anh chị phải nói lớn lên. Anh chị em xin giáo hội điều gì? Đức tin sẽ mang lại gì cho anh chị em? Đây là sự sống đời đời, là nhận biết Thiên Chúa thật và Đức Giêsu Kitô đấng người sai đến. Thiên Chúa đã cho Ngài từ cõi chết sống lại để trở nên Chúa của sự sống và muôn vật hữu hình và vô hình. Xin chịu phép rửa tội hôm nay, tức là xin cho được sống đời đời. Anh chị em không thể xin điều đó nếu đã không nhận biết Đức Kitô và muốn làm môn đệ Ngài. Vậy anh chị em đã hoàn tất việc dự bị trở nên những người Kitô hữu chưa? Anh chị em đã nghe lời Đức Kitô và quyết tâm theo huấn lệnh của Ngài chưa? Anh chị em đã cùng chia sẻ với chúng tôi trong lối sống và lời kinh nguyện chưa? Giờ đây tôi hỏi những người đỡ đầu, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể cộng đoàn nơi đây, các ông bà đỡ đầu có chứng nhận những người anh chị em này xứng đáng để được thâu nhận vào hội thánh không? Như vậy, các ông bà đỡ đầu có tiếp tục giúp đỡ những người anh chị em này bằng lời nói và gương sáng không? Chúng ta hãy cầu nguyện, lạy Cha từ ái, chúng con cảm tạ Cha vì những người anh chị em này đã tìm gặp được Cha trong cuộc sống. Hôm nay, trước mặt hội thánh, những người con này đã đáp lại tiếng gọi của Cha và đón nhận đức tin, xin cho họ được tìm thấy nguồn vui, niềm viên mãn trong cuộc sống mới. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây tôi xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta sửa soạn để hát kinh cầu các thánh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta cùng toàn thể các thánh đoái thương cho các anh chị em sắp chịu phép rửa tội đây, cha mẹ các anh chị em và cha mẹ đỡ đầu cùng mọi người đã được chịu phép rửa tội nhờ mầu nhiệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, cũng như nhờ lời cầu bầu của các thánh. Xin Chúa đoái thương dùng phép rửa tội mà tái sinh các anh chị em đây và thâu nhận các anh chị em vào hội thánh Chúa. Chúng ta hát kinh cầu các thánh. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Thánh Michael, cầu cho chúng con. Các thánh tứ đạo
cho chúng con. Các thánh nam nữ của Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Xin Chúa tỏ lòng khoan dung. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Chúa cứu chữa chúng con, hỡi phàm tội lỗi. Xin Chúa cứu chữa chúng con, hỡi chết muôn đời. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì mầu nhiệm Chúa làm người, Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa chịu chết và sống lại, xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống, xin Chúa cứu chữa chúng con. Chúng con là kẻ có tội, xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cai trị cùng gìn giữ hội thánh, xin Chúa nghe lời chúng con. Cùng các phẩm trần hội thánh trong tinh thần đạo đức, xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đôi thương cho các dân tộc được bình an và hòa thuận với nhau. Xin Chúa nghe lời chúng. Xin Chúa đôi thương gìn giữ và thêm dựng cho chúng con, để chúng con phục vụ Chúa. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đôi thương chúng lành cho các dự tâm này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đôi thương chúng lành và thanh hoa các dự tâm này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đôi thương chúng lành, thánh hoa và thánh hiến các dự tòng này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Xin lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhầm lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhầm lời chúng con. Giờ đây là lời trừ tà và sức dầu cho dự tòng. Lạy Chúa toàn năng, Chúa đã sai con một Chúa xuống thế để cứu chuộc con khỏi làm nô lệ tội lỗi và được tự do làm con cái Chúa. Chúng con cầu nguyện
cho những người anh chị em này biết nhìn nhận tội lỗi mình. Xin cho họ thoát khỏi quyền lực tối tăm nhờ sự thương khó và sống lại của con Chúa. Xin làm cho họ được mạnh sức trong cuộc sống mới nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tôi sức dầu cứu rỗi cho các anh chị em nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Xin Ngài tăng sức mạnh của Ngài cho anh chị em nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây chúng ta sẽ làm phép nước, xin cha chung đưa cây nến phục sinh ra những nước này dùng con. Lạy Chúa, Chúa dùng quyền năng vô hình và làm cho các bí tích trở nên hữu hình, lạ lùng, và qua dòng lịch sử cứu độ, Chúa đã bảo, lần bao lần dùng nước do chính Chúa tạo thành, để bày tỏ hiệu năng của phép thanh tẩy. Quả vậy, ngay từ lúc vũ trụ khởi nguyên, Thánh Thần Chúa đã bay lượn trên mặt nước, để từ đó nước hàm chứa năng lực thành hóa muôn loài. Chúa đã dùng nước hồng thủy làm hình ảnh tiêu biểu phép rửa ban ơn tái sinh. Vì thời đó cũng như bây giờ, nước biểu thị quyền năng của vừa tiêu diệt tội lỗi lại vừa khai mở một đời sống mới. Chúa đã giải thoát con cháu ông Abraham khỏi vòng nô lệ mà dẫn qua biển đỏ ráo chân để họ tượng trưng cho một dân tộc mới là những người được thanh tẩy sau này. Và sau hết, khi đến thời đến buổi, chính con một Chúa đã lãnh nhận phép rửa của Thánh Gioan trong dòng sông Giô-đan và được Chúa thanh tẩy ngự xuống, Thánh Thần ngự xuống trên mình. Lúc bị treo trên thập giá, Người đã để cho máu cùng nước từ cạnh sườn chảy ra, và sau khi sống lại, Người đã truyền cho các môn đệ rằng: anh em hãy đi dạy và làm phép rửa cho muôn dân nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vậy giờ đây, lạy Chúa, xin thương nhìn đến giáo hội và khởi lên sự lòng giáo hội nguồn nước thanh tẩy. Xin cho dòng nước này được thấm nhuần thần khí của Đức Kitô để nhân loại Chúa đã dùng nên theo hình ảnh Chúa được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ, con người cũ và tái sinh làm người mới nhờ nước và Thánh Thần. Lạy Chúa, nhờ công ơn con một Chúa, xin cho nước này đầy tràn sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để những ai được dìm trong nước thanh tẩy này, nghĩa là cùng chết và chịu mai táng với Đức Kitô, cũng được sống lại với Người để hưởng phúc trường sinh, Người hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Giờ đây chúng ta sẽ renew, từ bỏ tà thần và tuyên xưng đức tin. Anh chị em thân mến, những người con này sắp sửa lãnh nhận bí tích rửa tội do lòng Chúa mến yêu và sẽ được sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần. Họ sẽ trưởng thành trong đức tin và chúng ta cùng nhau giúp đỡ họ. Vậy chúng ta hãy nhớ lại phép rửa tội của mình mà từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô như hội thánh tin.
Chính trong đức tin này mà những người anh chị em này sẽ được chịu phép rửa tội. Vậy để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ ma quỷ không? Thưa từ bỏ. Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những khuyến rũ bất chính không? Thưa từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Thưa từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đứng tạo thành trời đất không? Thưa tin. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta đã sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Thưa tin. Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin phép rửa tội, tin xác sống lại, người sẽ sống lại và sự sống đời đời không? Thưa tin. Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãy hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Giờ đây cha Trung sẽ rảy nước phép bên tay phải tôi sẽ rảy nước phép bên này, rồi ca đoàn sẽ hát bài Tôi Đã Thấy Nước hoặc hát bài hát gì khi mà rồi nước phép chạy tới, quý ông bà và anh chị em sẽ làm dấu thánh giá. Tôi đã thấy nước từ bên phải đến thờ chảy ra. Alleluia. Và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rồi và reo lên. Alleluia. Từ bi của người tồn tại muôn đời, sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Giờ đây tôi xin hỏi quý ông bà và anh chị em hết trong cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn Đức Tin, vậy anh chị em có muốn cho những người này được rửa tội trong Đức Tin mà tất cả chúng ta vừa tuyên xưng không? Thưa có. Xin quý ông bà và anh chị em ngồi để bắt đầu có nghi thức rửa tội bây giờ. Teresa, cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tạ ơn Chúa. Luca, cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Phaolô, cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tạ ơn Chúa.
Maria, cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tạ ơn Chúa. Anh chị em đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô, chiếc áo trắng mà anh chị em là dấu chỉ tước vị mới của anh chị em. Anh chị em hãy giữ nó tinh tuyền cho đến cõi trường sinh. Người đỡ đầu hãy tiến lên để trao nến sáng cho người tân tòng. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô soi sáng, hãy bước đi như con cái của sự sáng và giữ cho ngọn lửa đức tin luôn sống động trong lòng, để khi Chúa Kitô đến, anh chị em được ra đón Ngài với toàn thể các thánh trên trời. Giờ đây tôi có em bé rửa tội nên tôi phải sức dầu cho em bé là Thiên Chi Tương Đế, là cũng như là sức dầu cho em. Và trước khi chúng ta có nghi thức confirmation. Giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức thêm sức. Khi được tái sinh trong Chúa Kitô nhờ bí tích rửa tội, anh chị em đã trở nên chi thể của Ngài. Bây giờ anh chị em sắp sửa nhận lãnh Chúa Thánh Thần, được tham dự vào thần chí Chúa ban cho các tông đồ trong ngày lễ hiện xuống. Xin cho sức mạnh của Thánh Thần anh chị em sắp lãnh nhận làm cho anh chị em càng nên giống Chúa Kitô, để trở thành nhân chứng cho sự khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Ngài, và tăng sức cho anh chị em trở thành những phần tử sống động của Hội Thánh và xây đắp nhiệm thể của Chúa Kitô trong đức tin và đức ái. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để giang cánh tay lên cầu nguyện cho những người sửa soạn lãnh nhận bí tích thêm sức. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Cha toàn năng, xin Ngài đổ tràn Thánh Thần của Ngài trên những người con của con vừa được rửa tội đây, và sức dầu thêm sức cho họ được nên giống Chúa Kitô hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa toàn năng, lạy Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, bởi nước và Thánh Thần Chúa đã giải thoát những người con cái Chúa đây khỏi tội lỗi và ban cho họ sự sống mới. Xin Chúa sai Thánh Thần Chúa xuống giúp sức và hướng dẫn và ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và can đảm, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người con này đầy ơn kính sợ Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây tôi sẽ sức dầu thánh trên từng candidate. Hãy lãnh nhận ân tín Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng chị. Hãy lãnh nhận ân tín Chúa Thánh Thần. Bình an Chúa ở cùng anh. Hãy lãnh nhận ân tín Chúa Thánh Thần. Bình an Chúa ở cùng anh. Giờ đây xin quý ông bà và anh chị em hãy chúc mừng cho những người đã lãnh nhận bí tích thêm sức. Giờ đây chúng ta sẽ dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây.
Đức Kitô đã được Thiên Chúa cho sống lại để trở nên nguồn sống mới. Chính Chúa sẽ dùng quyền năng làm cho chúng ta từ cõi chết sống lại. Chúng ta hãy chúc tụng Ngài và tha thiết nguyện xin. Xin Chúa cho Hội Thánh được đổi mới không ngừng nhờ tích cực tham dự vào mầu nhiệm tử nạn phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho mọi người được niềm vui phục sinh để cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho đức tin của các tân tòng được củng cố và tăng trưởng mỗi ngày một hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho bản thân chúng ta được thấm nhuần ơn cứu chuộc của Đức Kitô phục sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, hôm nay Đức Kitô con Chúa đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con bước vào cuộc sống muôn đời. Xin ban Thánh Thần làm cho chúng con nên người mới, để cuộc sống chúng con tràn đầy ánh sáng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin quý ông bà và anh chị em ngồi, chúng ta sửa soạn bàn tiệc thánh. Hiến dâng về trên bia thánh bánh thơm ngọt ngào phúc ân. Này là bao lao công tiến dâng trọn cả cuộc sống, cùng dâng ngày đây trên rượu, xin Cha thương nhận lấy. Chiến thánh trao tuôn để nuôi dưỡng linh hồn, tràn hòa niềm vui dâng về Thiên Chúa rằng người Thiên Chúa phục sinh, thiên đàng rộng lớn Chúa con hiến vinh vượt qua khổ đau thâm giá, mừng Giêsu chiến thắng đã thoát khỏi tay tử thần rồi. Vinh quang dâng cho muôn nhà muôn dân hiệp lòng dân khung ta. Alleluia. Đời con dù bao gian khó, đớn đau nhọc nhằn nỗi lo, đường trần gian đau thương vẫn không sanh được cùng Chúa, thì đây hiến dâng đến Ngài, xin Cha thương nhận lấy. Hiến dâng tâm lòng con cùng thân xác linh hồn, tràn hòa niềm vui ăn lên dâng về Thiên Chúa rằng người Thiên Chúa phụng sinh, thiên đàng rộng lớn Chúa con hiến vinh đã qua khổ đau thâm giá, mừng Giêsu chiến thắng đã thoát khỏi tay tử thần rồi. Alleluia, muôn dân hiệp lòng dân khung hát. Alleluia.
Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ Phật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhắm lời cầu và của lễ chúng con dâng tiên Chúa để lễ tế này khởi nguồn từ mầu nhiệm vượt qua trở nên thân thần dược, đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta thật là chính đáng. Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiển, nhất là trong đêm này, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô tự hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, chính Người là thiệt, là chiên thật, đã xóa tội trần gian. Người đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng con và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời, cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo bên, trời đất để vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thần là đương thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau được Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhập lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhập lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tiên. Lạy Chúa,
chúng con luôn truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vời lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Phaolô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ân sang tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người rơi, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha chi đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.
Chúa hàng sống và hiền trí muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Trong đêm phục sinh cực thánh này, xin mọi người hãy chúc bình an cho nhau. Trong gia đình chúng ta có thể đụng chạm, bắt tay, hất gì được. Còn không trong gia đình chúng ta chỉ bái đầu hoặc là cho bình an vậy được. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin âm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa hoan hỷ người vì thương chúng ta, sống kiến con người làm nhu hy sinh, chiến thắng khai hoàn quyền uy cõi trên, khi Chúa chúng ta cùng cùng nhau ta hát Alleluia, Chúa đã sống lại với ngài. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh Alleluia, đồng hành ta hát Alleluia, Chúa đã phục sinh Alleluia, Chúa ta Alleluia, ngài đã hiến vinh Alleluia. Hỡi những tâm hồn ngày đêm ước mơ cõi phúc thiên đường trong sáng nên thơ, Chúa đã sống lại vì thương anh đó, thôi hãy vui lên người ơi, cùng nhau ta hát Alleluia, Chúa đã sống lại Alleluia, Alleluia.
sinh. Alleluia, đồng thanh ta hát. Alleluia, Chúa đã phục sinh. Alleluia, Chúa ta. Alleluia, Ngài đã giáng vinh. Alleluia. Lòng ấy khổ đau, sống kia phong trần, thân thế bơ vơ, chỉ thấy chân trời màu đen u tối. Thôi hãy quên đi niềm đau, cùng nhau ta hát. Chúa đã sống lại vui thay, người ơi reo lên tiếng ca phục sinh. Alleluia, đồng thanh ta hát. Alleluia, Chúa đã phục sinh. Alleluia, Chúa ta. Alleluia, Ngài đã hiến vinh. Alleluia. Hỡi những con người, nào ai nhớ thương với tâm thân gầy cay đắng miên man, hãy nhớ cho rằng vì thương anh đó nên Chúa chúng ta phục sinh. Nhau ta hát. Alleluia, Chúa đã sống lại vui thay, người ơi reo lên tiếng ca phục sinh. Alleluia, đồng thanh ta hát. Alleluia, Chúa đã phục sinh. Alleluia, Chúa ta. Alleluia, Ngài đã hiến vinh. Người vì thương chúng ta, sống kiếm con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khai hoàn quyền uy cõi trên, Thiên Chúa chúng ta phục sinh. Cùng nhau ta hát. Alleluia, Chúa đã sống lại vui thay, người ơi reo lên tiếng ca phục sinh. Alleluia, đồng thanh ta hát. Alleluia, Chúa đã phục sinh. Alleluia, Chúa ta. Alleluia, Ngài đã hiến vinh. Alleluia. Lạy Chúa, Chúa đã dùng những bi tích vượt qua nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con biết tâm đầu hy hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin
nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trước tiên tôi xin quý ông bà và anh chị em cùng tôi cảm ơn những người rất long trọng cũng như rất quan trọng trong những ngày tháng vừa qua, trong những tuần lễ của mùa chay cũng như trong nghi thức Tam Nhật, họ đã hy sinh giúp cho chúng ta trong các thánh lễ. Chân thành cảm ơn tất cả những thừa tác viên lời Chúa, thừa tác viên tất cả giúp trong các nghi thức thánh lễ. Tôi cũng xin hôm nay cảm ơn tất cả các em giúp lễ, tất cả mọi người, cũng như cha chung, cũng như chúc mừng cho các anh chị mới được gia nhập vào cộng đoàn Đức Tin qua bí tích thanh tẩy, cũng như qua bí tích khai tâm hôm nay, cũng như xin chúc mừng nhau trong đêm cực thánh này. Một tràng pháo tay cho tất cả mọi người chúng ta hiện diện nơi đây. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Sáng mai chúng ta có thánh lễ 7:45, lễ 9:45, cũng như lễ 4:00 chiều. Cũng như quý ông bà và anh chị em đã nhận được lá thư về stewardship, người quản lý. Xin quý ông bà và anh chị em cố gắng ghi danh vào trong các cái công việc và thời gian cũng như tài năng quý ông bà và anh chị em có thể làm được để giúp cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Cũng như xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho trong thời gian chuyển tiếp này mọi chuyện được theo thánh ý Chúa, cũng như xin Chúa Thánh Thần cũng như chúng ta con người mới ở trong ngày lễ phục sinh này chúng ta sẽ vui mừng để cũng như làm những công việc mà Chúa mời gọi mọi người chúng ta. Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Tôi cố gắng làm nghi thức đơn giản, ngắn gọn, nhưng đó hết khả năng, hết mình tôi rồi. Cảm ơn cha chung nhiều cũng như tất cả mọi người. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Alleluia, alleluia. Tạ ơn Chúa, alleluia, alleluia. Trái đất rung động và mở ra, nay giờ Chúa phục sinh, mừng vui lên hỡi buồn người. Chiến thắng gian trần và quỷ ma, ngàn đời Chúa hiền vinh, tràn ơn cứu rỗi mọi nơi. Vui lên chiều thần ơi, kèn cứu rỗi vang dậy trên trời. Chúa đã khởi thắng, quyền uy Ngài chiếm sóng nơi nơi. Trái đất rung động và mở ra, nay giờ Chúa phục sinh, mừng vui lên hỡi muôn người. Chiến thắng gian trần và quỷ ma, ngàn đời Chúa hiền vinh, tràn ơn cứu rỗi mọi đời. Chúng ta được lên chỗ nghỉ